Ok, và xin chào tất cả những người đã trở lại với channel của mình. Thì sau cái clip review về Ruth Van Nistelrooy rồi, thì hai con hàng còn lại, Peter Smeichel, mình đã có một clip review hình như về Icon thì phải. Còn Ewin thì chắc có lẽ là mình sẽ không làm anh em nhé. Mình sẽ để dành thời gian đó, mình sẽ làm về những con hàng khác. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục Maspass. Một trong những cái tên mà mình sẽ làm ngày hôm nay đó là Maspass của 500 coin. Chính xác, nếu anh em nào chưa mua Maspass bao giờ thì sẽ chỉ mất giá 250 coin thôi. Bù lại anh em sẽ nhận được rất nhiều thẻ gia hạn và cũng bù lại một số coin này. Và thẻ nâng ấy nữa, gia hạn cho Iconic mùa trước. Còn thẻ 500 coin này thì rõ ràng là Terrier, một trong những cái tên anh em ít quan tâm, bằng Musiala. Ngày hôm nay mình sẽ làm về Musiala. Và cảm ơn anh em Phạm Minh Thành cho mình mượn ác ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nói chung là với những con hàng mà được anh em quan tâm như thế này thì mình sẵn sàng là clip review để cho anh em có một cái nhìn gọi là khách quan nhất, xem anh em có nên mua hay không. Với Musiala, một phiên bản, chúng ta có một phiên bản 19 tuổi, cực kỳ trẻ. Một con hàng 1m83, 19 tuổi và style Quality Playmaker. Nói chung style này thì nó khá là thông dụng ở mùa giải năm nay. AI trong game này, cheater, kẻ trộm này, Mason Run, khá nhiều những cái kiểu AI di chuyển liên quan đến chạy nhá. Chúng ta có chỉ số theo cách nâng của anh em Phạm Minh Thành. Nhận thức tấn công 79, kiểm soát bóng 91, rê bóng 92, giữ bóng 91, cực ngon luôn. Chuyền thấp 86 và chuyền bổng 80, nó cũng là một trong những chỉ số ổn. Nó chưa phải là xuất sắc nhá, chuyền nó 8x thì cũng chưa phải là quá bén, nhưng mà nó ở mức ổn. Dứt điểm 74 thôi, dứt điểm hơi bình thường một chút. Độ xoáy bóng 74 và sút phạt 71 cũng bình thường, hiếu chiến 70. Tốc độ 80 và bứt tốc 90. Ui, chênh lệch nhau nhiều thế, bình thường mấy này chỉ chênh lệch 3-4 điểm thôi. Lực sút 76, tỷ đè 56, thăng bằng 88, tốt. Thể lực 76, thể lực hơi yếu. Nói chung chỉ số này là ok này, với một sao trẻ thì như thế là tuyệt vời. Tần suất sử dụng chân không thuận là gần như không bao giờ. Độ chính xác chân không thuận là cao. Phong độ là bình thường, khá chấn thương là bình thường. Skill, double tút 2 chạm, 2 chạm qua người này. Chop turn, đánh chéo, đánh gót như kiểu là Ronaldo ấy, kiểu giật, giật ngang như kiểu Ronaldo ấy. Mình không biết giải thích kiểu gì. Anh em cứ nhớ là chop turn thôi. Cắt bên turn, cắt vào trong và dứt điểm này. Song control, Lauren Killer cưới lòng từ xa. Dipping, sút đập đất, first time sút 1 chạm. Autopass chuyển 1 chạm. Gamership ăn vạ, super sub siêu dự bị. Nói chung cái bộ skill này nó ổn anh em nhé. Tuy nhiên thì không có skill để tạt, không có pinball tạt xoáy. Thành ra nếu mà chơi cánh thì mình nghĩ mình sẽ chỉ áp dụng với những tình huống dùng kỹ thuật qua người xong bó vào trong dứt điểm thôi. Bây giờ chúng ta đến với thực chiến của Musiala Maspass 250 coin với anh em chưa mua và 500 coin với anh em đã từng mua Maspass. Đấy anh em ạ, cái skill của Musiala, chúng ta có thêm một skill là siêu dự bị. Thành ra là cái vị trí của Musiala là AMF. Nó là cái vị trí mà nếu như mình đoán là chơi khi mà vào sân từ ghế dự bị sẽ hay hơn. Vậy nên trận đấu đầu tiên mình sẽ test Musiala ở vị trí L với kép, một vị trí mà trong cái bản đồ chơi của Musiala hoàn toàn chơi được. Có skill cắt Benton vào trong và dứt điểm, có skill cớ lòng từ xa. Musiala bàn thắng đầu tiên. Chúng ta có những cái skill đáp ứng được để Musiala có thể đá ở vị trí hành lang cánh trái. Đó chỉ đơn giản là cắt Benton, đó đơn giản là double tút, đó đơn giản là Lauren Killer. Trong tình huống vừa rồi thì mình đã dùng Musiala tới 3 skill. Tuy nhiên thì vẫn có những cái hạn chế của Musiala khi mà chúng ta chơi hàng lang cánh. Chắc chắn sẽ có nhiều anh em hỏi là Musiala so với Neymar có thay thế được không anh? So với Philip Kostic có so sánh được không anh? Thì tất nhiên Musiala, cái mà mình muốn test cho anh em ở vị trí này đơn giản chỉ là khi những cái tên đấy anh em nào mà ví dụ như trong một team sẽ có đôi lúc chúng ta phong độ không được như mong muốn đúng không, thì có con hàng Musiala liệu anh em có thể thay thế được hay không. Bosco đó đó, thành ra là nhiều anh em sẽ hỏi có thay thế được con này con kia không, nhưng mà theo như mình ấy thì Musiala cái vị trí của cầu thủ này vẫn đơn giản là AMF, một creative playmaker. Trước thì có anh em sửa cho mình bảo là lên đọc là creative playmaker thì nó cũng đúng thôi. Đó, mình lại quen đọc là creative đấy, thành ra là nó hơi lú. Đó, thì mục đích là mình test vị trí này và trận thứ hai mình sẽ test ở vị trí AMF nhưng mà lại vào sân từ ghế dự bị để xem là nó có búp gì hay không. Vị trí LB kép này chúng ta có sẵn những cái khả năng gì của Musiala, một khả năng chạy rất tốt luôn nhá.
một cái khả năng chạy cực kỳ tốt, bứt tốc 90 cơ. Mùa xe La có những cái kỹ thuật để bó vào trong, tuy nhiên thì thân hình khá là mỏng. Ông hàng con hàng Musiala này thì mỏng cực kỳ luôn. Ferry, nói chung là đội bạn lên bóng nó cũng khá là nhanh. Ở cái rank đầu mùa này thì khi mà Konami reset thì rõ ràng là tầm rank 5, rank 6 chúng ta gặp khá nhiều đối thủ tầm rank Division 2, Division 3 mùa trước. Musiala lại cắt bé Hunter, Musiala gần được. Nói chung cái khả năng dứt điểm của Musiala nó không cao. Cái bàn thắng đầu tiên mình cớ lòng vào thì mình cảm giác nó hơi ảo một chút, nó không hẳn là cái chỉ số thực tế như vậy đâu. Rufanit xem rồi. Còn để mà nói chấm điểm công tâm, Musiala đá ở bên cánh có hay không thì cá nhân mình sẽ gọi là nếu mà không có ai đá cái vị trí này mà mình đang bí bách mình cần thì mình sẽ cho Musiala đá vị trí này. Còn nếu mà để xuất phát ngay từ đầu thì tất nhiên là Musiala vẫn có thể đáp ứng được, nhưng về tốc độ này, về sự lắt léo này. Musiala khả năng thăng bằng tốt đến từ vị trí của Musiala. Đưa bóng vào. Trời, mình lại nhấn nhầm cái nút kỹ thuật. Hơi nhỏ anh ạ, hơi mỏng. Nhưng mà với một sao trẻ mười mấy tuổi như Musiala thì nó là tuyệt vời đấy. Bởi vì là Musiala vẫn còn rất nhiều thời gian phát triển, lại còn phát triển ở Bayern Munich thì rõ ràng là quá là hợp lý luôn. Đánh đầu. Tốt. Đây, ở đây mình cũng đang dùng Gianluigi Buffon, cũng là một trong những cái tên mà anh em đang quan tâm. Và Buffon ở này mình thấy bắt khá là ảo, chỉ số không cao nhưng bắt cũng cháy phết đấy. Musiala vẫn qua được người kìa. Ui, không qua được những người tiếp theo. Nếu mà về độ quả réo thì chắc chắn là ở vị trí cánh này thì khó mà ai qua được Neymar lắm. Nên là để mà so sánh Musiala với Neymar thì nó hơi khập khiễng. Kể cả Mbappe đá vị trí này thì cũng rất khó chịu, chứ không nói gì đến Neymar. Đó, nói chung là mình test cái trận này chỉ đơn giản là nếu như chúng ta không có những sự lựa chọn nào thì liệu Musiala có đóng thế được hay không thì hoàn toàn đóng thế được anh em nhé. Tốc độ có, khả năng lăn léo có, tuy nhiên thì anh em chơi đừng có va chạm nhiều với mấy ông văn phòng cao to. Musiala mà va chạm thì dễ bay lắm, nhỏ con xong rồi là người mỏng, không hẳn nhỏ nhưng mà người mỏng. Musiala cái khả năng dứt điểm nó cực tệ ở trong tình huống vừa rồi, khoảng trống là rất lớn nhưng Musiala thì cứa lòng nó không hiểu một chút nào cả. Musiala bứt tốc tốt này, cắt bi tơn. Những cái tình huống kiểu như thế này thì Musiala lại làm rất tốt. Chính xác là những cái tình huống mà Musiala đi từ cánh vào trong sau đó bẻ quả lòng thì nó lại là cực hiểm. Nhưng mà nếu mà để mà đứng yên mà cứa lòng thì rõ ràng là nó không đi chính xác một tí nào cả. Nói chung là để mà đá bên cánh thì mình sẽ cho tầm 7.5 đến 8 điểm. Không, 8 điểm thì hơi cao, 7 đến 7.5. Rồi, vẫn là MVP 7.5. Thì trận thứ hai mình sẽ test Musiala ở vị trí dự bị. Đó, mình sẽ để cho Messi đá trước, sau đó là Musiala vào sân từ hiệp 2. Bởi vì có skill siêu dự bị mà không dùng thì hơi phí. Để mà thực tế mà nói thì Musiala mình đã từng chơi ở bản mùa 21 này, vào sân từ ghế dự bị đá rất là cháy luôn. Bởi vì cái thể lực của Musiala cũng không phải là cao, nếu mà đá cả hiệp thì nó sẽ hơi nhanh tốn. Để vào sân từ ghế dự bị là một kép phụ thì nó hoàn toàn hợp lý luôn. Đội bạn trận này cũng rút Van Nistelrooy và tình huống vừa rồi không chiến thắng được Gianluigi Buffon. Tốt. Không tốt lắm Messi. Rất nguy hiểm. Anh em thấy không? Buffon bắt cũng khá ổn. Nói chung là mình sẽ cắt nhanh những tình huống đáng chú ý của hiệp 1 thôi, bởi vì không có những cái tên mình cần review. Đó, cho anh em nắm bắt được tình cảnh hiệp 1 thôi. Đội bạn lên bóng khá là chắc chắn. Tuy nhiên thì cơ hội của mình và đội bạn cũng không có nhiều. Hai đội đấy toàn kiểu canh me nhau thôi. Và Musiala sẽ là một con hàng thực ra thay Messi cũng hơi tiếc. Messi trận này phong độ đang cao, nhưng mà rõ ràng là hiệp 1 thì Messi chưa tạo được nhiều cơ hội trong đầu đội. Hy vọng là với Musiala skill siêu dự bị nó sẽ là một cái quân bài ẩn số, nó phải gọi là không biết nói nào. Một lần điểm chạm đầu tiên của Musiala, tốt luôn, tốt luôn, tốt luôn, tốt luôn, quánh rất thoáng đến từ vị trí của Dembele. Musiala hơi ảo nha,
hơi ảo nhá. Nào nào nào, chúng ta cùng xem lại tình huống mà bóng đi qua tay rồi nhưng một thế lực vô hình nào đấy đã cản lại, chỉ có thể là Ma Gaming thôi. Lúc Van Nistelrooy rồi vẫn qua được, trời ơi khỏe. Ông này tỷ đề có cao mấy đâu mà sao lại qua được tình huống đấy nhỉ. Van Nistelrooy, Musiala đưa bóng xuống này, điểm chạm tốt của Musiala, hơi quá đà thì phải. Anthony, Musiala vào sân có ít phút rồi, Musiala đã tạo ra tới hai cơ hội lớn để ăn bàn và chính Musiala là người dứt điểm. Ok đấy chứ, ok đấy chứ. Anthony vẫn còn, đội bạn biếu này. Musiala phép tam sót, sút một chạm và nó đã phát huy hiệu quả. Có skill phép tam sót thật sự là đáng sợ với những tình huống kiểu như này. Sút ngay được vào góc khá là rất khó luôn. Tình huống này thì miễn chê. Ui, thực sự là cái skill siêu dự bị nó phát huy tác dụng anh em ạ. Nó phát huy tác dụng. Ui giật 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 giật. Để mà đá chính thì chưa chắc đã hay đâu, nhưng vào sân từ ghế dự bị thì rõ ràng nó là hợp lý. Nào kiếm bàn nữa cho Musiala, nó là hợp lý. Ruben Litten rồi. Không được, hơi nhẹ. Trời ơi, trời ơi, tình huống này mình chỉ đơn giản là sút bừa thôi, anh em thấy là mình còn không nói gì. Nó hơi giật mình anh em ạ. Chỉ đơn giản là sút bừa, lại là first time shot. À không phải first time shot, cũng là dẫn rồi. Trời ơi cửa lòng kia. Vẫn là cái tên Musiala vào sân mà nó thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Tuyệt vời, cực kỳ tuyệt vời đấy. Một con hàng mà mình nghĩ là kép phụ cho AMF nó là hoàn vị trí nó tuyệt vời. Để mà đá chính thì chưa chắc đã hay, nhưng mà mình thấy là đá từ băng ghế dự bị nó là tốt. Đó, anh em nào mà chưa mua Mappass hoàn toàn có thể cân nhắc mua Mappass Musiala 200 mấy coin với anh em chưa mua bao giờ. Và 500 coin mới anh em đã từng mua Mappass nha. Một con hàng mà anh em về làm kép phụ nó là hợp lý. Đó, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Mình sẽ làm clip review về những con hàng tiếp theo của những cầu thủ mới tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại.